Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là ngay trung tâm thương mại người ta đang xây dựng ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vị trí này là nó nằm với mặt tiền đường quốc lộ 55, đi thẳng về hướng này là đi về thị trấn Bà Tô đây. Vị trí này là nó giáp với lại thị trấn Bà Tô rồi. Kia là mặt tiền đường tỉnh lộ 329 quý vị nhé, mặt đường tỉnh lộ 329. Tức là cái vị trí khu đất này nó nằm ở góc hai mặt đường, là mặt đường quốc lộ 55 đây và mặt đường tỉnh lộ 329 quý vị nhá. Đấy thì quý vị nào mà chưa biết ở đây thì có thể xem sơ qua cái khu vực này nó như thế nào, có thể tìm hiểu chi tiết hơn vị trí ở trên Google Maps. Đấy thì ở gần đây tôi có một cái lô đất là 1,4 hectare. Đấy, cách đây khoảng 800 m, giá đang chào bán nó là 22,4 tỷ, tương đương với lại 1,6 tỷ một sào. Xung quanh đây mặt tiền quốc lộ 55. Rồi tôi làm một cái video ngắn để giới thiệu cái quang cảnh ở cái trung tâm thương mại này nó như thế nào để quý vị hình dung.